Ji-sung tên thật là Wak Tae-gun, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1977, là một diễn viên người Hàn Quốc. Ji-sung vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống giáo dục, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ anh luôn hy vọng anh trở thành giáo viên. Ji-sung bắt đầu nhen nhóm tình yêu với nghiệp diễn sau khi xem Dustin Hoffman đảm nhận vai tự kỷ trong bộ phim Rain Man. Tuy nhiên, cha mẹ anh lại phản đối việc anh gia nhập ngành giải trí. Lên đại học, dù theo học khoa triết học tại trường Suwon, nhưng mà Ji-sung vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Năm 1999, Ji-sung tạm gác lại việc học và gửi hồ sơ của mình đến đài truyền hình SBS. Anh đã xuất sắc vượt qua buổi thử vai cho bộ phim Cast và bắt đầu con đường diễn xuất của mình. Cũng từ đây mà anh bắt đầu sử dụng nghệ danh là Ji-sung thay cho tên thật. Năm 2001 đến 2002, sau một vài vai phụ, Ji-sung bắt đầu được chọn ở những vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình như Delicious Proposal năm 2001, Sunshine Hunting 2002 và bộ phim điện ảnh Whistling Princess năm 2002. Năm 2003, thì Ji-sung tham gia vào bộ phim All In cùng với Lee Byung-hun và Song Hye-kyo. Và cũng từ đây mà sự nghiệp diễn xuất của anh Trang đã được lật sang trang mới. Vai nam thứ trong bộ phim này đã giúp Ji-sung trở nên nổi tiếng và được rất nhiều khán giả yêu mến. Và cũng trong năm nay, anh còn tham gia bộ phim truyền hình The King Woman. Năm 2004, Ji-sung tiếp tục xuất hiện trong những bộ phim Terms of Endearment, Lối sống sai lầm và Say the Last Dance for Me, Điệu nhảy cuối cùng. Trong đó thì Lối sống sai lầm đã giúp cho tên tuổi của nam diễn viên vươn ra khỏi Hàn Quốc. Còn Điệu nhảy cuối cùng lại mang về cho Ji-sung giải thưởng top 10 ngôi sao nổi tiếng tại giải thưởng phim truyền hình SBS. Năm 2005, Ji-sung trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Blood Rain, Cơn mưa máu. Tuy nhiên, tháng 5 của năm nay thì anh tạm gác sự nghiệp của mình để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Hoạt động trong quân đội được một thời gian, Ji-sung được chuyển thành lính nghệ sĩ và trở thành người đại diện nói lên các vấn đề trong quân đội. Ngày 6 tháng 6 năm 2007 thì anh chính thức xuất ngũ. Năm 2007, Ji-sung tái xuất màn bạc với bộ phim New Heart, Trái tim nhân ái. Nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng, anh đã giành được giải thưởng. Giải diễn xuất vàng của nam diễn viên thể loại phim ít tập tại giải thưởng phim truyền hình MBC vào năm 2008. Năm 2008 đến 2010, Ji-sung tham gia hai bộ phim là Thôn tỉnh Thái Dương, Swallow the Sun và Vương triều đoạt ngôi, The Iron King. Năm 2011, Ji-sung xuất hiện trong hai bộ phim truyền hình Royal Family, Gia đình hoàng tộc và Protect the Boss, Bảo vệ ông chủ. Trong đó, bộ phim Bảo vệ ông chủ đã giúp Ji-sung gặt hái được rất nhiều thành công và nhận được các giải thưởng lớn như nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình đặc biệt và giải top 10 ngôi sao nổi tiếng tại giải thưởng phim truyền hình SBS năm 2011. Năm 2012, Ji-sung thủ vai chính trong các bộ phim My PS Partner và The Great Seer. Mặc dù những vai diễn trong bộ phim này không quá bùng nổ, nhưng mà chúng đã giúp anh không bị chết vai hay là dập khuôn trong một hình tượng nhất định. Năm 2013, Ji-sung góp mặt trong một bộ phim bi kịch Secret Love, Bí mật kinh hoàng, đóng cặp cùng Hoàng Dung Ươm. Diễn xuất của anh trong bộ phim này đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Minh chứng là Ji-sung đã giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất giải thưởng phim truyền hình KBS năm 2013. Năm 2014, Ji-sung quay trở lại màn ảnh với bộ phim điện ảnh Confession. Năm 2015, Ji-sung đảm nhận vai chính trong bộ phim Kill Me, Heal Me, Tìm lại chính mình. Trong phim thì anh đã khiến người xem tâm phục khẩu phục khi vào vai một người thừa kế có đến 7 nhân cách khác nhau. Kill Me, Heal Me đã thành công vang dội và giúp Ji-sung nhận được giải thưởng Daesang danh giá tại giải thưởng phim truyền hình MBC năm 2015. Năm 2016, Ji-sung tham gia bộ phim Entertainer, tuy nhiên bộ phim lại không gây được tiếng vang lớn. Năm 2017, Ji-sung trở lại màn ảnh với bộ phim Innocent Defendant, Bị cáo. Diễn xuất của anh trong bộ phim này được đánh giá cao khi thể hiện diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Qua đó giúp bị cáo đứng đầu về tỷ suất người xem và giúp Ji-sung nhận được giải thưởng Daesang. Ở giải thưởng phim truyền hình SBS năm 2017, năm 2018, Ji-sung xuất hiện trong hai bộ phim Familiar Wife, Người vợ thân quen và Feng Shui, Bậc thầy phong thủy. Năm 2019, Ji-sung đảm nhận vai chính bác sĩ Johan trong bộ phim truyền hình Dr. John. Năm 2020, Ji-sung tham gia chương trình truyền hình thực tế Run của đài TVN cùng với các diễn viên trẻ khác như Kang Ki-yong, Lee Tae-sun và Hwang Hee. Năm 2021, thì Ji-sung tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim The Devil's Judge của đài TVN với vai thẩm phán trưởng Kang Johan. Vốn là ông hoàng diễn xuất, liệu lần này Ji-sung có để thêm một vai diễn để đời cho mình thì các bạn hãy nhớ đón xem The Devil's Judge các bạn nhé. Về đời tư thì năm 2004, Ji-sung và Lee Bo-young bén duyên với nhau trên phim trường của Điệu nhảy cuối cùng của đài SBS.
nhưng mà 3 năm sau thì họ mới công khai tình cảm. Trên sóng truyền hình, Lee Bo-young đã bật mí nhiều lần từ chối Ji-sung vì không thích yêu người cùng anh. Tuy nhiên, anh vẫn không từ bỏ, còn nói sẽ từ bỏ diễn xuất với cô. Trước sự kiên trì của tài tử, thì Lee Bo-young đã cảm động và hai người chính thức về chung một nhà vào tháng 8 năm 2013. Và hiện tại, sau 8 năm gắn bó, thì Bo-young và Ji-sung đã có hai nhóc tỳ đáng yêu, một trai và một gái. Cuộc sống của họ tuy kín tiếng nhưng mà luôn tràn đầy hạnh phúc và được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Hàn. Trên đây là toàn bộ thông tin về tiểu sử cũng như quá trình trưởng thành của nam diễn viên Ji-sung. Bạn cảm thấy ấn tượng điều gì nhất ở nam diễn viên xứ kim chi này thì hãy để lại bình luận bên dưới để blog giải trí được biết với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.